Sẽ thấy hôm nay trúng mùa lắm các bạn. Chùm ở đây là 7 trái luôn nè, trái lớn lớn không luôn các bạn. Mình mời các bạn đi hái cây lá cây kim vàng với mình nha. Kim vàng ai nỡ uống câu. Mà cái kim vàng này không uống câu được nha các bạn ơi. Kim vàng này làm thuốc hay lắm á. Nó có cái bông gì đây nè các bạn. Màu vàng cũng đẹp lắm ha. Cái hộp nó ở trong cái bông này nè. Nó già, nó bung ra xung quanh, nó lên cây con. Bây giờ mình sẽ hái một nắm lá về mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái những công dụng của cái cây kim vàng này nha. Nó rất là nhiều gai luôn các bạn, mình hái khéo khéo mới được đó thôi, nó đâm á. Gai nó nhọn cực kỳ nha. Mình cũng xin đem về trồng được mấy thùng nữa thôi. Này làm thuốc đó, có khi cần cái chạy đi kiếm không có. Nó cũng có bông mình à. Cái bông già này là nó bung hộp rồi đó các bạn. Mưa xuống là nó lên cái cây con xung quanh cái chậu này. Nếu mà chẳng may những người mà đi câu, đi lưới dài mà bị cá ngát đâm á, thì mình lấy một nhắm lá cái cây kim vàng nè, mình rửa sạch nha. Mình rửa hết nước rồi mình đâm cho nhuyễn. Rồi để vô 1/3 ly rượu nữa các bạn. Mình chia ra làm 3 lần cái nước thuốc mà được dắt từ rượu với cái nhịp chiếc của cái lá kim vàng nè. Rồi cái bã thì mình đắp ngay chỗ cây cá đâm nha. Một khoảng thời gian là nó sẽ hết, nó giảm rất là nhiều cái đau nhất cái vô cá ngát đâm đó các bạn. Nhiều người nó bị cá đâm là đau nhất cái kinh khủng rồi khóc luôn đó các bạn. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái công dụng khác của cái lá kim vàng nè. Là những người bị rít cắn hay là rắn cắn thì mình trong khoảng thời gian ngắn nhất mình phải bó phía trên của cái vết cắn. Vết cắn thì không cần bó nha. Rồi mình nhanh nhanh chóng chóng đi lấy cái lá kim vàng này khoảng 30 gram, mình đâm cho nó nhuyễn cái một cục hạt chua nè các bạn. Ban đầu chúng ta cá đâm nhuyễn rồi mình dịch ngay cái chỗ vết gắn cắn đó. Nếu như mà nó không chảy máu á, thì mình phải lấy lưỡi lam mình dịch nó ra, đang chảy máu độc ra. Rồi mình cho người bị bệnh á, người bị gắn cắn uống. Thì trong khoảng thời gian đó mình phải tranh thủ đưa đi bác sĩ liền nha. Mình không có khuyến khích là sử dụng cái lá này đặng chị hẳn nó gắn cắn được đâu. Nếu như mà nó xa nhà quá thì mình phải hỗ trợ cái này trước rồi mình chuyển đi liền. Chứ nếu như mà con gắn, ta kêu bằng con gắn gì đó, gắn cục điện gì đó các bạn, gắn lên đầu đỏ, cái lường nó đỏ đó, mình để lâu là nó sinh ra hoại tử huyết, nó sẽ tử vong từ từ nha. Còn nếu những loại khác thì mình phải đưa đi bác sĩ liền, phải chuyển người bệnh đến bệnh viện để bác sĩ truyền huyết thanh với lại lọc cái máu độc trong người ra. Mình không có khuyến khích dùng cái cây này đặng chỉ gắn cắn tại nhà nha. Cái lá cây kim vàng này các bạn, ở ngoài cái vấn đề là đâm với cái phèn chua đắp vào cái vết bị gắn cắn, vết cắn thì mình cũng lấy một phần muối, cái này cả muỗng nửa muỗng cà phê đấy các bạn, cũng cần thêm nhỏ mà lấy ít hơn chút cũng được. Mình lấy là 50 gram cái lá kim vàng nè, mình đâm chung với muối, mình nhắc nước cho cái người bị gắn cắn, vết cắn uống đó các bạn, nửa tiếng một lần thì nó sẽ giải trừ được độc rất là hay nha. Nhưng mà mình phải đi bác sĩ mới được. Mình không có khuyến khích là cho uống cái nước của cái lá kim vàng mà chỉ được gắn cắn đâu. Cái tính mạng con người rất là quan trọng. Dù thuốc nam, dù là người thầy hay cỡ nào thì mình cũng khuyến khích người bệnh phải đi bác sĩ mới được. Với lại những người bị đau nhất đó các bạn, thì mình lấy cái lá kim vàng nè, 50 gram đó,
rồi mình đâm cho nó dập ra, rồi mình để lên bếp mình xào chung với một ít rượu nữa các bạn. Mình để lên chỗ đau nhất á, là mình phải có một cái lớp giặt y tế nha, chứ để lên liền nó nóng, khi nó phỏng da rồi nó giảm hết nóng thì mình lấy xuống, mình làm vài lần thì cái chỗ đau nhất nó thiền giảm rất là nhiều nha các bạn. Còn một cái cách khác chị nhức răng nữa, thì mình lấy vài cái lá dâm vàng nè, mình rửa sạch, lá lớn thì một hoặc hai lá thôi, mình gò cho nó nhuyễn, bằng không thì mình để vô miệng mình nhai luôn. Mà cái trong cái lá này thì nó có vị đắng nha, mình để vô cái chỗ bị viêm lợi, bị sâu răng đó các bạn. Còn nếu như người mà bị viêm tủy răng thì bắt buộc phải đi bác sĩ đặng lấy tủy ra, chứ nếu mà dùng cái thuốc nam mà nói chị cái viêm tủy răng thì mình không có bảo đảm, mình không có nói được, thì cái đó là phải bác sĩ mà chuyên khoa người ta xử lý mới hết nha. Ngoài ra còn người ta còn dùng cái lá này nè các bạn, mình lấy một nhắm nhỏ vậy đó, cái mình rửa thiệt là sạch, mình gãy nước thiệt là hết khô ráo luôn, cái mình đâm rồi mình miền ép mình lấy nước chị diêm son đó các bạn. Mình lấy cái nước ép từ cái lá cái diêm vàng này là mình nhỏ vô mũi nha. Chị diêm son mũi cũng rất là hay, nhưng mà mình nói á thì cũng phải nói là thuốc nam nó có cái hiệu quả tương đối với lại những người cái kiểu mặt ưa đó các bạn. Có những người xài hết, có những người xài có hiệu quả, mà có những người xài thì không thấy hiệu quả gì. Với lại cái thời gian nó cũng phải duy trì lâu dài, chứ không phải một ngày một ngày hai mà hết nha các bạn ơi. Đó, những người mà bị mụn nhọt đó các bạn, mình cũng lấy cái lá này nè, mình đâm cho nó dập nhuyễn ra, rồi mình lấy cái băng gạc á, mình băng lên cái chỗ cái mụn nhọt, mình băng hai lần đến khi nó cái mụn nhọt nó biến mất hẳn luôn nha các bạn. Đối với người có độc trong cơ thể, cảm giác ngứa ngáy khó chịu cho người á, thì mình lấy 50g lá tươi của lá kim vàng đó các bạn, mình rửa sạch mình nấu nước uống một ngày nha các bạn, một thời gian nó sẽ giải được độc rất là hay. Cái lá dinh vàng này tính ra rất là nhiều tác dụng nha. Các bạn còn biết những cái công dụng khác của cái lá dinh vàng này thì các bạn xin hãy chia sẻ cho mình biết thêm nha. Mình giống như cái kiểu mình biết bao nhiêu thì mình chia sẻ cho các bạn. Nếu các bạn thấy hay hữu ích thì chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình biết, áp dụng lấy lại sức khỏe. Mới chúc các bạn cùng gia đình mỗi ngày luôn bình an vui khỏe.